Hôm nay là ca trực đầu tiên của nữ cảnh sát trẻ tuổi Jessica tại trụ sở cảnh sát Lanford cũ. Đây sẽ là đêm cuối cùng trước khi nó được tiến hành dỡ bỏ vào sáng ngày mai. Đón tiếp Jessica là những tình tiết quỷ dị, ghê rợn xảy ra liên tục, cấp bậc leo thang suốt thời gian cô ấy làm việc. Những cuộc gọi quấy rối, một gã tâm thần đi tìm người con gái mất tích hay có ai đó đã đặt một con lợn ngay trước đồn cảnh sát. Rồi Jessica gặp ảo giác, đối mặt với hình ảnh ma mị, bị dọa cho đứng tim. Và những sự việc này đều liên quan đến một giáo phái cuồng tín chuyên giết người để hiến tế. Cùng mình tìm hiểu bộ phim có tên là Ma Lừng, vừa được sản xuất trong năm nay 2023 nhé. Cảnh báo, video tóm tắt có tiết lộ nội dung và tình tiết phim. Bộ phim bắt đầu bằng một đoạn băng tự quay được cung cấp bởi phía cảnh sát Lanford làm bằng chứng cho một vụ án được gọi là giáo phái Ma Lừng. Video quay lại một chiếc ghế được làm bằng những dụng cụ tạm bợ trông khá là giống với ngai vàng, phía trên có hình ngôi sao bị lật ngược. Rồi hình ảnh chuyển sang các bạn trẻ đang nô đùa với nhau ngoài bờ suối. Bất ngờ, có một người dần dần nở nụ cười ma mị. Rồi bốn cô gái trong đó bị những người còn lại khống chế, đưa vào một cái nhà kho. Các nạn nhân trở nên vô cùng hoảng loạn, rồi một người đàn ông bước đến nói tất cả đang cầu nguyện trong đền thờ của vị thần sa ngã. Một cô gái bị sát hại dã man, đầu bị đánh dập đến mức nát bét, cuối cùng là mang đi cho lợn ăn. Bối cảnh chuyển đến đồn cảnh sát Lanford, nơi tất cả đang chúc mừng sĩ quan Will Lauren vì đã cứu được ba cô gái trong đoạn video ban nãy. Nhưng ông ấy không vui cho lắm, vì cho rằng mình đã có thể cứu sống cả bốn chứ không phải chỉ có ba. Will sau đó vò nát tờ báo nói về tên cầm đầu giáo phái John Malum đã bị ông ấy bắn chết. Kể từ lúc đó, Will cư xử rất kỳ lạ, như người mất trí. Ông ấy vào trong phòng tập bắn hiện đang có hai người đồng nghiệp ở đó, bóp cò bắn nổ đầu cả hai. Rồi Will vào trong một phòng giam, nói với những người khác hãy chuyển lời đến vợ và con gái rằng ông ấy xin lỗi. Nói họ hãy yên tâm vì mình sẽ an toàn trong vòng tay của chủ nhân là quỷ dữ, sau đó tự kết liễu bản thân. Một năm trôi qua, Jessica, con gái của Will giờ đây đã trở thành một viên cảnh sát như cha mình trước đó. Hôm nay sẽ là ngày đi làm đầu tiên của cô. Jess đến viếng mộ của cha, mang theo món đồ mà ông ấy rất thích. Tại đây cô gặp lại mẹ, bà Diane, tinh thần bà ấy bị ảnh hưởng nhiều sau cái chết của chồng. Suốt ngày say xỉn, có lần còn làm gãy tay người luật sư của Jessica. Hai mẹ con cự cãi rồi Jessica bỏ đi mà không hề hay biết phía sau tấm bia mộ của Will có dấu hiệu của giáo phái cùng tín kia. Hôm nay cô ấy sẽ đến trực đêm tại đồn cảnh sát cũ Lanford, đêm cuối cùng trước khi nó được dỡ bỏ vào ngày mai. Trên đường đi, cô gặp những thanh niên đang ngồi hát nghêu ngao bài ca của giáo phái. Cảnh sát đang cố gắng khống chế những thành phần bạo động, rồi Jess còn bị ném cái đầu lợn con lên kính xe. Cô ấy đã đến nơi và vào bên trong, nghe thấy tiếng la hét và tiếng banh bóng rổ rơi. Khi đi sâu vào trong hơn thì Jess gặp một sĩ quan tên Cohen đang tức giận mắng chửi ai đó. Ông ấy sau khi biết Jess đến để đảm nhận ca trực thì dẫn đi một vòng để tham quan nơi đây. Đến khi cô ấy tiết lộ mình là con gái của Will thì Cohen lập tức thay đổi thái độ. Ông ta gắt gỏng hơn, để lại số điện thoại của trụ sở Lanford mới và số di động của mình. Căn dặn đừng vào phòng giam, sau đó rời đi. Jess tự nguyện đăng ký ca trực này là để tìm hiểu nguyên nhân vì sao cha cô lại hành xử bất bình thường trước lúc chết. Vừa bắt đầu là đã có chuyện kỳ lạ xảy ra. Jess sau đó đi đến chỗ tủ đồ của Will để điều tra. Đang tìm cách để mở khóa tủ thì cô nghe thấy tiếng quả bóng rổ rơi trên sàn. Đi theo hướng âm thanh phát ra, Jess chuẩn bị nhặt quả bóng lên thì nhìn thấy có cái bóng ở phía xa. Đến khi bật đèn thì lại không có gì cả. Rồi có tiếng chuông reo ở ngoài cửa, một gã đàn ông vô gia cư, tâm thần không ổn định, luôn miệng nói đi tìm con gái bị mất tích. Sau đó xả nước vào cánh cửa và bỏ đi. Jess bắt đầu hơi khó chịu vì những vụ việc vừa rồi, quay trở lại chỗ tủ đồ để mở khóa. Nhưng chưa kịp thì điện thoại reo lên, là một cuộc điện thoại quấy rối, gọi Jessica là lợn con. Cô bực mình tắt máy rồi gọi báo cho bên trụ sở mới vụ việc này, nhưng họ đang bận xử lý những thứ quan trọng. Jess một lần nữa đến chỗ tủ đồ, sau vài lần thử các cách khác nhau, cô ấy đã mở được nó với một phát súng. Bên trong chỉ có mẫu giấy báo mà Will đã vò nát trước đó. Tuy nhiên, Jess phát hiện ra một chiếc hộp được giấu ở phía bên dưới. Bên trong là những mẫu báo nói về các vụ giết người theo nghi lễ đã xảy ra ở Lanford từ những năm 1990 của giáo phái kia. Một trong những nạn nhân là Betty Campbell, đó chính là cô gái bị sát hại và cho lợn ăn. Jess cũng tìm thêm được những thông tin về tên John Malum, thủ lĩnh giáo phái đã bị cảnh sát bắn chết. Rồi có ai đó đã buộc một con lợn trước đồn cảnh sát. Cô ấy ra kiểm tra và thấy nó đeo một cái bảng tên ghi Betty, trên lưng là ký hiệu sao năm cánh lật ngược. Jess đưa nó vào một căn phòng, mang cho một chút nước rồi khóa cửa lại. Tiếp tục là một đêm dài với Jess khi cô nghe thấy tiếng động và phát hiện cửa sau đã bị mở. Đó là ông lão vô gia cư, ông ta cầm theo một chiếc giày, liên tục nói phải đi tìm người con gái tên Betty. Jess dùng súng bắn điện khống chế ông ta rồi đưa vào phòng giam, nhưng cô bất cẩn để cánh cửa khóa lại và bị nhốt luôn ở bên trong. Gã kia lao đến làm cô bị giật mình và đánh rơi chiếc đèn pin. Đang lúi cúi để nhặt lên thì chậm hơn một nhịp. Tưởng người nhặt là ông lão nhưng người cầm đèn pin chiếu một vòng căn phòng và thấy ông ta đang co ro trong một góc. Jess run sợ vì ban nãy ở đây chỉ có hai người mà thôi. Chiếc đèn được ném trả lại, Jess kiểm tra và không thấy ai ở đó cả. Bất ngờ có ba cái xác rớt xuống từ trên cao, khiến cô hoảng loạn và càng khó hiểu hơn khi cánh cửa đã mở toang từ khi nào. Quá nhiều thứ kỳ lạ xảy ra, Jess sau đó gọi đến Cohen hy vọng có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau khi biết Jess đã vào khu vực phòng giam, ông ta rất tức giận vì cô đã không làm theo lời của mình, nói rằng khi vào đó sẽ gặp phải ảo giác. Jess sau đó tiếp tục xem những thông tin bên trong chiếc hộp mà Will giấu kín. Nó đề cập đến ký hiệu của giáo phái, rất giống với ký hiệu trên lưng con lợn. Có thêm một cái USB nữa, thế là nữ cảnh sát phải ra ngoài xe để lấy laptop vào. Ở đây, Jess gặp một người phụ nữ bị ném ra khỏi xe.
Thế là Jess đưa người ấy vào trong để lau rửa vết thương. Người phụ nữ tên là Marigold đã tiết lộ những thông tin khác về John Malum và những người trong giáo phái. Vào ngày chúng bị bắt giam, cô ấy vô tình ở ngay căn phòng bên cạnh. Marigold nói bọn chúng đã treo cổ tự tử chứ không phải bị bắn chết bởi Win như trước giờ báo chí đưa tin. Bỗng Marigold như thấy thứ gì đó rất kinh khủng ở trước mặt. Cô ấy vừa sợ vừa hứa sẽ không nói ra thêm điều gì nữa. Sau đó hét lớn lên, Jessica thấy vậy nên đã đuổi Marigold rời khỏi đây ngay lập tức. Marigold vừa rời đi thì chuông điện thoại reo lên. Lại là giọng nói quấy rối đó, đe dọa nếu Jess cúp máy cô ta sẽ giết chết Monica, một trong ba cô gái mà Win đã cứu một năm trước. Ngoài ra, John Malum cũng được tiết lộ là chưa chết. Jess sau đó liền gọi đến trụ sở mới để báo cáo việc Monica bị giáo phái Malum bắt cóc một lần nữa, biết được cả hai cô gái kia cũng đã chịu chung số phận. Jess bây giờ mới nhớ ra chiếc USB cắm vào laptop để xem dữ liệu. Nó chứa những đoạn video chuẩn bị hiến tế Betty. Bà Diane gọi đến trong tình trạng say xỉn, xin lỗi Jess chuyện hồi chiều. Bà ấy nghe thấy âm thanh ghê rợn từ đoạn video nên nói con gái tắt nó đi nhưng cô có làm như thế nào cũng không được. Rồi video trong đó hiển thị góc quay ngay phía sau cô, bước ra ngoài bàn và đập cái hộp xuống sàn. Jess nhìn theo và thấy tấm giấy tập bắn súng với dòng chữ vẫn còn ở đây. Cô đi vào phòng tập bắn, phát hiện ra những điều bí ẩn khác nữa. Một tấm giấy với hình của Win ở trên đó cùng tin tức ông đã giải cứu các con tin. Rồi cái máy tự di chuyển những tấm giấy tập bắn có biểu tượng của ma lùng trên nó. Bất ngờ, một linh hồn quỷ dữ xuất hiện với chiếc mặt nạ dọa Jess giật bắn người. Cô bỏ chạy ra ngoài nhưng toàn bộ cửa đều đã bị xích lại. Jess đang vô cùng hoảng loạn, một lần nữa gọi đến trụ sở mới để nhờ cứu viện. Người bên đầu dây cố gắng trấn an cô và nói rằng sẽ cử một đội đến. Bỗng âm thanh ghê rợn được phát ra từ cái loa trong phòng này, cực kỳ lạnh sống lưng. Jess sau đó xem một đoạn video phỏng vấn giữa John Malum và Win, đột nhiên cô bị kéo đi đến một nơi với những thi thể khác của giáo phái kia được đặt trên bàn. Jess thảm thiết kêu cứu và biết được những thi thể đó đã được đồng bọn của chúng đến cứu và mang đi. Jess cố thoát ra ngoài và bị dọa thêm lần nữa đến khi tỉnh lại. Từ nãy đến giờ chỉ là ảo giác, lúc này có hai viên cảnh sát khác đã đến, là Price và Hudson. Hudson lấy chìa khóa phòng giam để đưa ông lão vô gia cư kia đi. Còn Price và Jessica trò chuyện một lúc, anh ấy kể cho cô nghe thái độ kỳ lạ của Win trước khi xảy ra án mạng. Price còn cho cô ấy xem khẩu súng mà Win đã sử dụng lúc đó. Tiếp tục là một ảo giác nữa xảy đến với Jess, cô thấy mình đang ở chỗ cái nhà kho. Tên John đang thực hiện nghi lễ và đứa bé hắn bồng trên tay chính là Jess lúc nhỏ, và bà Diane ở bên cạnh. Jess tỉnh dậy ở trên bàn, liền gọi cho mẹ để hỏi mọi chuyện. Nhưng bà ấy không bắt máy nên cô ấy để lại lời nhắn nơi mình làm việc vào hộp thư thoại. Ông lão vô gia cư đang đi lang thang trong này, nghe thấy tiếng gọi của Betty phát ra từ chính căn phòng ban nãy Jess nhốt con lợn vào. Ông ta mở cửa và đã để chạy thoát. Jess lúc này đang tiếp tục xem đoạn video. Tiết lộ bà Diane cũng ở trong giáo phái, con lợn đi đến với hình hài của Betty, tấn công Jess. Cô gái bỏ chạy sang một căn phòng khác trước khi nổ súng bắn chết nó. Bà Diane bây giờ đã đến và nói ra toàn bộ. Khi bà ấy mang thai Jess, John Malum đã tìm ra bà ấy và mang về giáo phái. Hắn nói Jess sẽ là một phần của cái gì đó rất lớn. Khi sinh Jess ra, Win đã đến và cứu hai mẹ con. Nhưng vào một năm trước, hắn ta đã tìm thấy họ một lần nữa. Bà ấy còn nói sau ngần ấy năm, John không hề già đi. Lúc này có cái bóng của Win xuất hiện và gọi Diane. Bà ấy đi vào trong phòng và thấy món đồ mà ban chiều Jess mang đến đặt trên bia mộ của chồng. Đúng lúc có tiếng hét phát ra, thế là Jess nói Diane khóa cửa lại, còn mình đi kiểm tra. Cô thấy một người trong giáo phái đang chĩa súng vào Monica. Người đó nói John muốn Jess tham gia vào một nghi lễ vì cô là người được chọn, sau đó lạnh lùng bóp cò. Jess rút súng bắn ta gục xuống thì có rất nhiều người trong giáo phái lao ra từ bóng tối, đuổi theo cô. Jess khóa căn phòng lại và quay trở về chỗ Diane nhưng không thấy ai. Điện thoại được gọi đến, đó là người bên trụ sở mới. Nhưng anh ta lại biết mẹ của Jess đang ở đây. Cô nghi ngờ và biết từ nãy đến giờ mình đang nói chuyện với John. Và cả dây điện thoại thực chất đã bị cắt đi từ lâu, tất cả đều là ảo giác của Jess. Có một cái bóng xuất hiện ngay phía sau cô ấy khi John nhắc đến vị thần sa ngã. Jess sau đó lấy hết can đảm tiến ra ngoài hành lang, bắn gục vài kẻ cuồng tín trước khi tìm thấy con tin thứ hai đang bị treo lơ lửng bên trên ký hiệu quỷ dị kia. Tiếp theo là một tiếng hét nữa, Jess nhanh chân chạy đến nhưng vẫn không thể kịp thời cứu sống cô gái đó. Bài ca của giáo phái vang lên từ phía phòng giam, Jess tiến vào đó chỉ để chứng kiến con tin cuối cùng bị treo lên trần. Dù cho cô đã bắn gục một tên ở đó, rồi đang tìm cách đưa cô gái xuống nhưng bất ngờ sợi dây siết chặt lại và bứt phăng luôn cái đầu của nạn nhân. Jess như mất hết hồn vía, chĩa súng lên trần nhà và bắn hết đạn. Cô ấy sau đó nghe thấy tiếng cầu cứu của mẹ, thế là đi lấy khẩu súng của cha trước khi đi tìm bà ấy và quyết tâm chấm dứt mưu đồ của giáo phái kia. Cô hiên ngang đi tìm bọn chúng, đi vào một căn hầm và nhìn thấy cái ngai ở trong video đầu phim. John đang ngồi trên đó với phần da bị thối rữa và vẻ ngoài đáng sợ. Hắn nhìn chằm chằm về phía cô, còn những kẻ khác trong giáo phái thì đứng ở phía sau lưng. Tất cả né sang một bên để nhường cho một con quỷ ghê rợn. Bọn chúng nói linh hồn của Jess sẽ nuôi sống quỷ dữ. Con quỷ lộ diện với phần gương mặt là ký hiệu của giáo phái. Cô liên tục nổ súng nhưng không thể hạ gục được nó. Rồi cái ký hiệu đó tách ra khỏi khuôn mặt, lao thẳng đến Jess. Cô thấy mình đã quay trở lại hành lang, một cái bóng xuất hiện và đã bị Jess bắn trúng. Nhưng nào ngờ, đó lại là bà Diane. Cô như gục ngã khi biết chính mình vừa gây ra một chuyện khủng khiếp. Còn những kẻ trong giáo phái thì xuất hiện, vỗ tay chế giễu Jess. Một linh hồn tiếp cận và thì thầm vào tai cô. Nét mặt của Jess thay đổi, cô nhặt khẩu súng lên, nhìn thấy hình ảnh Win đang ôm lấy thi thể vợ trước khi Jess nổ súng kết liễu mình. Có hai người đã lôi cô ấy đi và đặt ngồi kế bên chỗ của John Malum. Bộ phim đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video.
Xin chào và hẹn gặp lại ở những bộ phim tiếp theo.